Hướng dẫn tô và dán tranh pixel. Phần tô gỗ. Đầu tiên, hãy lấy ra đầy đủ dụng cụ màu tô, băng dính số, cọ và gỗ mộc. Thứ hai, bắt đầu tô. Tô hết số gỗ có ở trong từng túi. Các viên gỗ có 3 size S, cao 1cm, M, cao 2cm và X, cao 3cm. Nên dán băng dính số để đánh dấu màu trước khi tô. Tô hết mặt trên và các cạnh rồi trở lại mặt đáy để dán. Gỗ M thì hãy tô phần vân gỗ để có hiệu ứng đẹp nhất. Thứ ba, sau khi tô xong, hãy đợi màu khô khoảng 20 phút, rồi vào không gian màu ra tay là được. Dùng gỗ mẫu đã được đánh số để so sánh xem mình đã tô đều hay chưa. Những màu chưa lên rõ sau một lần tô như vàng, tím thì có thể tô thêm một lớp. Phần dán tranh. Đầu tiên, hãy chuẩn bị dụng cụ cần thiết, bản tranh in, cọ mới, keo, kẹp và gỗ đã tô. Thứ hai, bắt đầu dán tranh. Ô đánh số không có ký hiệu thì sẽ dùng gỗ size M. Hãy để ý ký hiệu S và X trên bản in để dùng loại gỗ phù hợp. Khi dán, quét keo lên mặt đáy và từ ô thứ hai trở đi, quét keo lên các cạnh để viên gỗ được tính chắc chắn hơn. Lưu ý dán thẳng các hàng ở viền cho tranh được đẹp nhất. Tô keo lên hết các cạnh để tranh được chắc chắn hơn. Các bạn cũng có thể xếp gỗ thành hàng trước xong mới dán để nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thứ ba, sau khi dán xong, hãy bắt đầu hoàn thiện, tô lại những chỗ bị thừa keo và thiếu màu. Sau đó, cắt phần giấy thừa ra và để tranh nghỉ 4-6 tiếng. Dùng rè nhám mài những phần lồi lõm và không thẳng, rồi tô lại bằng bản tranh in dự phòng. Cuối cùng, hãy để tranh nghỉ trên một mặt phẳng trong 72 giờ. Có thể dùng vật nặng như sách, vở để lên tranh trong lúc nghỉ để tranh được phẳng và khô keo. Các bạn hãy vào xem video hướng dẫn treo tranh để biết chi tiết cách làm.